Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiểu Long Du Ký. Vâng, hôm nay thì như các bạn biết ấy, thì Long đang đi lương sơn bạc các bạn. Đang đi ké cùng cái tem khác. Hôm nay chỉ đi một mình thôi, gọi là đi ké mà. Vâng, xem các cao thủ đi trận này xem có mắc xem được đồ gì ngon hay không. Nghe tin là cái tem này đi mắc 8 ải các bạn. Mình phải đi ké xem sao. Vâng, may quá xin được sót vào. Vâng, chắc là chủ kỳ lại treo rồi. Vâng, một thiên nữ quyền tài sinh 6 cấp 99 với dàn văn sức cấp 3. Vâng, cũng khá là ngon. Vâng, đây là ải thứ 3. Nói chung là những cái ải này thì rất là đơn giản. Một em Dương Gia Cung tài sinh 10 cấp 95. Vâng, bạn đã cày được cấp 95 rồi. Cày cấp 95 nó không phải là đơn giản đâu các bạn. Tốn rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là XP để lên cấp và đổi linh tiên đơn các bạn. Các bạn biết linh tiên đơn chưa? Linh tiên đơn để hỗ trợ lên tài sinh 10 lên cấp của tái sinh 10 rất là khó và nó 10 tỷ kinh nghiệm các bạn. 10 tỷ kinh nghiệm mới đổi được một linh tinh đơn, rất là tốn. Ví dụ như là Long này đang ở cấp 84 mà bây giờ đạt XP lên cấp 85 rồi nhưng mà vẫn chưa lên được. Long phải đi đổi tiếp 10 tỷ kinh nghiệm để lấy một linh tinh đơn, rất là tốn kém. Và hôm nào có dịp Long sẽ làm giới thiệu cho các bạn xem cái linh tinh đơn nó tốn rất là nhiều. Chúng ta đổi ở Thất Lang Nhai các bạn. Vâng, đây là trần phái của Yên Vũ Tiên, rất là đẹp. Một vòng tròn với được khía bên các cạnh và đặc biệt là Dương Gia Cung. Vâng, chân phái phượng, một con phượng ạ, một con phượng bay rất là đẹp. Dạo này thì rất là nhiều các cao thủ đang tranh thủ đi phó bản địa cung Lương Sơn Bạc Vạn Kiếm Trung để lấy đồ kim xà 6 các bạn. Lấy kim xà 6 và kim xà 5, kim xà 6 mở bằng thiêng kiêu lệnh thì mới giao dịch được nha các bạn nha. Còn kim xà 4 thì mở chế độ dương vàng, chế độ miễn phí thì mới giao dịch được. Còn riêng kim xà 5, riêng kim xà 6, kim xà 6 là phải mở bằng thiêng kiêu lệnh thì nó mới giao dịch được. Và Vinagame có hỗ trợ cho anh em rất là nhiều. Như video trước thì Long có úp ấy. Thì đối với kim xà 4 và kim xà 5, giá vàng úp dưỡng thành lên là ví dụ 11/11, 12/11 thì đã giảm giá xuống chỉ còn một nửa số vàng. Ví dụ như là kim xà 4 18k vàng bây giờ chỉ còn 9k vàng thôi. Kim xà 5 nó chỉ còn 27k vàng thôi. Lúc khởi điểm của nó đã rơi vào 58k vàng, rất là cao. Nên là bây giờ là rất là rẻ cho anh em là muốn úp lại, muốn chơi nên giá nó cũng rẻ các bạn.
ải này thì nó thì đơn giản thôi, quan trọng là vào mấy cái ải sau các bạn. Long hôm nay trận này đi chủ yếu là theo dõi xem các VIP được video chim xà sáu nào không thôi. Vâng, chân phái của Dương Lô Cung đấy các bạn thấy chưa, một em phượng vàng bay với màu cánh màu vàng rất là đẹp luôn, không thể chê vào đâu được. Xem có kim xà sáu không, xem có bạn nào mở có kim xà sáu không. Một con phiêu vũ vĩnh viễn. Vâng, chưa có kim xà sáu xuất hiện, cũng chưa thấy kim xà bốn. Vâng, biết đâu vào trong ải thì chúng ta sẽ được kim xà sáu. Long thì không mở nhá, Long chỉ đi theo và theo dõi xem mà các VIP mở được hay không thôi. Đấy, rất là nhanh. Long thử ấn trước đá quý, túi đá quý cấp 3 này các bạn ơi. Đấy, các VIP đánh rất là nhanh. Đấy, đã xong rồi. Kiểm tra cái này gì? Hạt giống bát nhãn lớn. Vâng, được một cây bát nhãn lớn các bạn. Nếu mà được cái gì đó quan trọng thì nó sẽ đổ lên các bạn. Dòng không báo các bạn. Đánh rất là nhanh. Một nhân sâm vạn năm các bạn ơi. Đây. Cái này thì tỷ lệ mình nhặt được rất là ít. Vâng, chủ yếu là tí xem dương vàng. Mấy dương hảo hán, Dương Hảo Hán hôm nay có vẻ hơi xui một tí. Ngã rồi. Kim xà 4 một cái. Chưa thấy xuất hiện cái nào nữa. Vâng, đây cũng chưa xuất hiện. Chưa xuất hiện kim xà 6 các bạn. Ôi, mình đen quá, cũng chả được gì. Vâng, vậy là đã kết thúc một trận thừa ở Lương Sơn Bạc, vẫn chưa được gì. Long phía là đi lấy kinh nghiệm và xin một ít chân khí thôi. Long đã được một vạn sâm, vạn nhân sâm đây. Nhân sâm vạn năm, tăng thêm hiệu quả thương dược 6. Cái này vứt đây, lúc nào bạn nào cùi cùi mẹ xin mình cho, mình cứ vứt hết vào đây đã. Đây, vứt nguyên liệu đây. Đây, nguyên liệu đây. Nguyên liệu đây. Nguyên liệu đây. Nguyên liệu đây. Vâng, cho hết các bạn. Đấy, mình có nhân sâm vạn năm 3 cái. Hết rồi. Vâng, các bạn xin nguyên liệu. Vâng, Long đã cho hết và trả hết rồi.
Vâng, bạn nào muốn kim xà 6 nhá, kim xà 6 hoặc kim xà 5 mà giao dịch được thì các bạn phải mở bằng thiên kiêu lệnh. Còn mở chế độ thường là các bạn dương miễn phí là chúng ta không giao dịch được đâu. Long đã dính rồi, Long đã được một cái kim xà 5 rồi. Thì hiệp cốt ấy của cái như kiểu là mi ấy là rất tiếc là không giao dịch được, thì thế mà Long đã phi shop rồi. We'll be right back.
Vâng, à, vậy là không có kim xà sáu đây các bạn ơi. Nói chung là không phải dễ ăn của Vina Game đâu. À, chúng ta phải đi rất rất là nhiều. Hên xui thì chúng ta mới có. Hên lắm thì chúng ta mới có các bạn ơi. Còn kim xà 4 ấy, thì kim xà 5 thì rất dễ kiếm. Nhưng đặc biệt là kim xà 6 thì rất là khó. Không biết là đã có ai được chưa. Nhưng mà Long thấy là đi test mấy trận rồi. Chưa thấy tăng tích của kim xà 6 xuất hiện. Vâng, ok, cảm ơn mọi người nhé. Vâng, chúng ta sẽ gặp nhau vào clip khác. Bye bye anh em nhé. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Ok, bye bye.